một thành phố ô nhiễm thứ nhì thế giới, thì có vẻ như là mùa thu Hà Nội là một cái gì đó đã cứu vớt cái thành phố này, cứu vớt cái thành phố này đó. À, thằng Ranh này, thằng Ranh này, KS của thím à, Kata đi rừng, không không phải đi rừng, tôi đánh xạ thủ. Đó, ui, ban nhạc bức tường mà ăn mặc thế này đây à. Cuồng huyết chiến tướng, cuồng huyết chiến tướng này, chết 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 chết. Có lẽ là nếu như có một cái thống kê nào thì có lẽ đây là cái vị tướng mà ít các anh em Việt Nam thích nhất, một thành viên trong ban nhạc bức tường. Vậy mà trong cái bộ vệ binh tinh tú này thì cũng khá là hở, chịu khó hở, hở bạo luôn. Và tôi sẽ cho các bạn thấy là mà sức mạnh của An của AHQ là như thế nào nhá, thông qua con Jin này. Nói thế thôi chứ anh em đừng cam tôi. Khổ thân lắm. Ui, đi với Janna này. Ừng quá nhở. Khổ đi rừng là khó đấy. Tiếng in game đối với tôi là hơi to. Tôi cho nhỏ tiếng in game thì coi. Khi các bạn làm việc đủ lâu ở Việt Nam eSports TV, các bạn sẽ nhận thấy ra một vài điều nó... Cái gì cơ em ơi? Khi các bạn làm việc đủ lâu ở Việt Nam eSports TV, các bạn sẽ thấy nhận thấy một vài điều nó trở thành định lý. Kiểu như là Izumin thì chắc chắn là hạng tài. Rồi Lê Khôi là chắc chắn nặng. Trong một trận liên minh là chắc chắn phế Lê Khôi. Mà Lê Khôi đi rừng thì đừng bao giờ chờ đợi rừng đó sẽ ra gank. Vì khi các bạn nhìn thấy Khôi gank thì các bạn ước rằng Khôi chưa bao giờ gank ở cái khu vực đường đó. Thế nên chơi xác định có Khôi là coi như chấp rừng. Tiếp tiếp nữa, một vài điểm cần phải lưu ý nữa. Đấy là gì nhỉ? Đấy là gì nhỉ? Khi các bạn dành cho bạn nào mà đang có ý tưởng là muốn làm việc ở Việt Nam eSports TV nói riêng hay là cái công ty Việt Nam eSports nói chung. Đấy là phải đẹp trai như tôi. Phải đẹp trai như tôi rồi mới nói chuyện. Ủa bên kia cũng Dinh này, ngon. Nhưng mà Dinh kia mặc cái bộ cơ bản này làm sao mà lại được với Dinh này. Nhưng mà đúng là lép thật. Công nhận là Alexander lép thật. Cho nhỏ cái hình xuống nó chỉ che đủ cái bản đồ thôi. Hình to quá. Hình nào? Cái hình mặt anh ấy. Đâu? Đây này đấy, to quá. Cho Cho bé đi. bé như thế nào, bảo thằng kỹ thuật vào đây setting lại cho tao cái coi. Đây bà. Mày cho bé thì nó to quá. Che hết cả màn hình đi, anh nhan đẹp trai thì để nó to ra. Ta biết là ta đẹp trai rồi, mặc định Ừ. rồi, nhưng mà cho lại đi. Cho nó hoành tráng vào. Cho nhỏ đi, đừng người ta bực. Nhỏ đen Để quá. ở Anh nhan thì cái gì chả đẹp, xấu mỗi mấy cái mấy mặt em. Thôi được rồi, nhanh lên, đừng nói chuyện nhạy cảm ở đây, nhanh lên. Cái gì chả đẹp, xấu mỗi cái mặt thôi. Liệu hồn ơi. Ôi, phần mềm gì đây lại thế nhỉ? Nhanh lên em ơi. Vào game rồi kia kìa, người ta đánh mình sắp chết rồi kia kìa. Thôi xong, quả kỹ thuật này không biết chỉnh rồi. Mới mà. Mới à? Edit này. Ôi em ơi, nhanh lên em ơi, chết anh rồi em Chết ơi. thì có làm sao đâu. Rồi, anh cứ đến đi. Gọi thằng Ừ. đệ Đây, nó cài bản mới rồi, nó không phải bản cũ. Em lên rồi. dùng. Hái đâu rồi? Ủa Hái đẹp về. thế. Thói quen các bạn, đấy là thói quen của tôi. Ủa đẹp thế này. Lép lắm, không có gì cả, không có gì cả, lép lắm. Ui ôi. Chết 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 chết. Hunter đâu rồi? Nhanh nhanh nhanh. Súng cối này.
Ôi chết rồi, quên mất, lâu lắm không chơi con này. Ôi cả lính cũng đẹp luôn này. Wow. Nhận. Ôi. Tôi cảm giác không lành lắm. Phi đi nha. Phi đi xong rồi nói chuyện không? Dương mày vào bắt anh Fit. Fit đi em chỉnh camera. Bên kia là có Soraka, đồng này không không ăn thua. Ôi! Có ping kìa. Ôi, ping của Lê Khôi. Thôi. Không tin được, không tin được. Lành ít dữ nhiều rồi. Ping của Lê Khôi này lành ít dữ nhiều rồi. Kệ anh ơi, tàng hình thôi. Để tôi coi tàng hình. Ôi, gì đây? Cái gì đây? Ôi, cái gì thế nhở? Có phải lấy khoa không? Kiểm tra xem ai chơi đây? Bắn. Từ xong này ta ra chỉnh lại cái okay. Rồi ok. Chỉnh đi. À ok, mỗi thế thôi mà thằng kia còn biết nữa. Được chưa? Rồi ok, để như thế đi. Đây cái này rồi. Xong chưa? Bên này rồi. Ok. Rồi. Ok. Mất bao nhiêu thời gian của tôi rồi cái ông này. Một cái lời hái. Cái hái là cái gì? À ừ, đúng rồi, quên đấy. Nó đâu rồi? Đây. Ở đấy. Sao cái gì nữa? Tao găm này, máu của nó đi đó. Chết. À, người ta vừa mới AK chỉnh màn hình một tí thôi mà nó ping loạn cả bản đồ lên thế nhỉ? Được chưa? Con này đánh hay. Nhưng mà tôi phải tuyên dương là cái tinh thần là đi ganh của Lê Khôi vừa rồi. Nó khá là ấn tượng trong tôi. Khá đấy. Ấy, cái anh chàng gian nan này đóng băng hộ người ta đi, lại còn vẩy vẩy mấy con đánh xa của người ta. Ôi, chết rồi. Hơi sai lầm ở đấy, nhiều lính quá mà mình bắn nhau. Thử lửa gái mà nghe chừng căng thẳng quá. Mình kêu bé rồi, không ăn được. Biết ngay sẽ vào đây mà. Bảy anh ơi.
Rồi, ở quên có mấy ở anh không không không. Không. Chơi này không tốt. Chỉnh đi, chỉnh đi, chỉnh cái gì chỉnh đi. Còn cái gì nữa? À. Không biết tại sao này nó bị mất mất một ít. Một không sao, mất một ít đen này không sao đâu. Kệ đi, kệ đi, cải thiện được. Thôi, 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 thôi. Làm dao găm đi. Găm dao găm trong người nó mới nguy hiểm chứ. Xong rồi, giờ farm bé rồi. Ừ. Còn nó ăn được một mạng của gian hàng này, có bé này. Ôi lên khôi này. Nhưng mà nói chung là vẫn farm kém lắm. Hây. Ôi trời chết mẹ con này. Một chặn đạn của mình ấy. Eo. Chưa có gì, chưa có gì cả. Linh sẽ đẩy vào. Và tôi sẽ farm được. Bên họ có mắt, bên họ có mắt. Ui chưa. Ui cầu đau thế, mày nó một kiếm BF và khắc bọt thật. Có mắt rồi Khôi ơi. Nhưng mà Khôi cũng nên xuất hiện để cho mình được farm. Ủa nghe cái hiệu ứng bắn ra phê vãi trưởng ấy. Cảm giác đạn của mình nó mạnh hơn đấy các bạn ạ. Tốt. Đường giữa mình đánh hay lắm. Tốt. Ôi, tự gọi mình. Lê Khôi ngày hôm nay đánh đốm lưỡi hơn ngày hôm trước rồi. Ui 3-1 này. Ui. Chết chết. Mày xem Cardia. 69 6. Ấy. Thả chip. Thôi căng rồi. Thôi để vào trụ farm được. Tầm này vào trụ farm không chưa được. Ui, lại giết người kìa. Lê Khôn này hóa trao à? To, to tiếng à. Vậy rồi. À.
căng thẳng thế. 7 7 7 7 7. Ui cái linh chứ, cái linh. To tiếng game này, to tiếng game này. To tiếng in game này nè. Nhưng mà cái trong cái tai của anh to lắm. Anh cho nhỏ đây đi á. Móc, móc luôn đấy. Xong rồi chỉnh, chỉnh nhỏ cho. Ok, ok. Ơ 02 từ này, dồi ôi tệ thế nhỉ. Mắc, mắc tí em lên mắc đi anh, tại vì nhỏ hơn rồi thì bấm chuột đấy. Thế à? Rồi rồi, sau chỉnh cái tay em rồi. Ok ok. Ui hôm nay đánh mạch lạc lắm, lịch hồi mày đánh mạch lạc lắm. U 3-0 rồi. Ôi ôi. Chưa quen này con này. Tôi còn đang bị nhầm dạng súng này với súng kia nữa này thì chết rồi. Đang bị nhầm dạng súng từ nãy giờ. Có lẽ tôi phải tập trung hơn một chút mới được. Anh em đây khô biết mình đang thọt ở xuống đây ngay được. Lắc đâu rồi? Ui, bạch tuộc kìa. Phải chăng có phải là QTV không ạ?
quá, Zanna cover kịp của này không chết rồi. Ôi thôi xong rồi. Hay thế nhở. Ông nào gõ cửa đây? Tệ quá, con đấy bị trói trúng nhở. Vẫn chưa ăn được mạng nào từ nãy giờ. Ôi trận này còn lấy Khôi gánh mình lo cái gì. Tôi chơi con này tôi đang hơi bị cuống, vì tôi đang không quen lắm cái việc cứ đổi qua quy ngắn với quy dài, súng liên thanh với cả súng đại bác. Thế nên mình thấy rằng là cái thanh niên An của AHQ cũng giỏi đấy. Mày quá, lắc bên kia không khỏe. Chưa khỏe thì đúng hơn. Là chết rồi. Hay quá. Sai đi rồi. Không sao mà pay được cái chủ này bây giờ hơi khó, hơi khó. À, lê khô đến, lê khô đến, lê khô đến. Ôi xong, xong lê khô rồi. Chết. Biết mà. Chưa được hết mana rồi. Hơi sai lầm rồi, mình về luôn đi phải. Ô 04 rồi này. Tôi thật sự là tôi không quen đánh con này lắm. Tệ quá. Nhưng mà công nhận một điều là đồ tôi cũng nhiều. Khôi gáo khỉnh của này thì trời cứu. Trời cứu, trời cứu. Có người chết đấy. Có người chết này. Lại bảo sống. Lại bảo sống.
ta bị hơi lấn cấn lâu quá thì phải. Quá cả thím á. Mình học lắc quá nguy hiểm, bọn em đang lên khang phải thật sớm mất. Khả năng tội phải lên được một cát mất. Hay thế là khỏi cửa. Thôi xong. Không có góc mà bắn này. Ôi. Chết mất. Vai trò xạ thủ là một vai trò mà tôi gần như là không thể chơi được. Nó hơi khó trong vấn đề chọn vị trí, mà nhất là một con tướng khó chơi như con Jin này nữa. Căng. Một năm. Quả đấy tiếc quá, không có tốc biến. Tốc biến thằng Jin nó chết rồi không. Cày lắm. Ôi 8 năm này. Ra gì đấy, được trên của mình đánh ra gì đấy. Vẫn đấy, bên kia là QTV, là gánh tìm thì cũng nên. Baron. Có tầm nhìn à? Đề nữa là tốc độ đánh giữa hai cái này lại khác nhau, cái thì chậm cái thì nhanh nên nhiều khi cũng khó đánh. Ghê quá. Sai bên dưới rồi.
Không có một chút căng thẳng. Tôi yếu á, bắn mãi mà chưa thấy đầu này. Xem nào. Có một người mà hit and run kém thì chắc là phải lên đồ tốc độ đánh tiếp mất. Giao tranh kém thì mình là phải đi farm mấy cái thím ạ. Hy vọng chờ có đồ để làm cái trận như hôm nọ tôi bình luận ở trong giải Campus. Tức là xạ thủ chỉ cần việc vứt chuột đấy bắn tự động bắn, không cần phải làm gì nhiều cả. Ôi, trượt rồi. Quá căng thẳng quá. Tôi phải làm gì bây giờ nhỉ? Cái dàn chắn của mình chất phết rồi đấy chứ. Quá rồi. Khả năng phải có cung xanh. Cái này tôi các bạn không xuyên qua nổi mấy cái con break size này thì làm sao mà chơi được bây giờ. Bên họ có cung xanh rồi. Một sáu. Cũng là một truyền thuyết đấy, không đùa được đâu. Cay thật. 200. Mình nhiều tiền chứ. Ông này lên cái gì đấy? Thắng đấm của Zorim. Ui. Bắn vào cái bóng thôi mà cũng được hỗ trợ điều thế chứ. Ăn được không đó? Ủa.
như nào khắc bọt ngay, đứng cạnh đồng đội tự tin hẳn. Lần trước toàn bị con rách lao thẳng đầu sợ quá. Ôi mấy người bạn cánh tim này. Lê khôi à. Cho tôi đi, lăn lì ơi. Bỏ qua đi. Lên cái này trước thì mới lại được. Rồi luôn. Ai nhỉ? Ui, vũ mực chết à? Ôi trời, tôi xong rồi. Quá đấy, mình tự tin nó khăn giải thuật quá. Chết rồi, nặng rồi. Cung xanh với mày liệu hồn. Chết với thím 17 kìa. Có thể đấy là một tai nạn. Rất có thể đấy là một tai nạn. Trời, hay quá nhở. Nhưng sau đó thì bị cắt phép. Tôi xong rồi. Hay quá, vũ mực ở đây thì không phải nghĩ. Trận này căng ấy. Công nhận ở bên này có tôi và cần tìm hẳn ra. Ui, Kata định làm một quả đột biến nhưng không ăn thua rồi. Mình đang để dạng xuống gì đấy. Ui, thôi. Không hiểu cái gì ra, đã chết luôn thế này. Cái vấn đề lớn nhất của tôi khi đánh con này là tôi không biết tôi đang cầm súng gì nữa. Hơi tệ. Khôi nhá, thằng Khôi đánh thế liệu hồn đấy nhá. Có lẽ tôi sẽ không đánh con này nữa. Hơi khó chơi. Ủa, thằng Khôi đánh kém thế. Mày đánh kém quá. Mày không chịu ganh đằng dưới gì cả. Xuống liên tục. Nhưng mà nào xuống đội bạn mất 2 cái flag còn nói cái gì. Không, như thế vẫn kém. Đội bạn phải mất đến 2 mạng thì mới được. Mời lại, ta phải phục thù. Ban đầu mày còn cay Poppy của tao chứ. Bởi vì tao có định đánh xạ thủ đâu. Mày lấy con Poppy của tao làm tao lại phải xuống đánh xạ thủ. Nhưng cuối cùng có đánh đâu. Nhưng cuối cùng thì mày lại phải đánh con đi rừng. Chả đâu với đâu cả. Không thể chấp nhận được Lê Khôi. À, chú lân. Để xem nào, còn ai không nhỉ? Thôi, rớt nặng lắm. Ôi ôi, ông mời cả tặc răng boy vào đây, Alpha Ultimate. Kèo là kiểu khát khao trên. Có gánh rồi chú ơi. Tặc răng boy vào luôn, mới kinh như thế. Người anh em tặc răng thôi được rồi. Chào em. Mình phải lịch sự như người Hàn Quốc. Thì thực ra thì họ vào họ gánh mình phải lịch sự lại với họ. Anh ấy đây em anh ấy. How are you? Mày thấy anh Tây không? Oh.
Tây Mỗ. Tây Mỗ. Để xem nào, 7 giờ. Không, căn bản là bây giờ anh em mình về nói chuyện theo kiểu quý tộc thôi. Thôi tao hứa chuyện này sẽ thắng. Thằng Khôi, bây giờ mà mày pick mất con máy của tao thì đừng trách tao vô tình ấy. À, thôi được rồi, thôi được rồi. Cũng lắm nó mai không nhìn mặt nhau có được cái gì, căng gì mà căng. À, cuối cùng tôi cũng đã chọn được con tướng mà tôi định chơi rồi. Đùa cái thằng Hunter kia. Bảo đổi cho anh cái ảnh đi, sao mày sida thế nhở? Nhiều pet là một pet một ảnh. Eo ơi, kinh quá em ơi. Từ giờ anh cầm đấy nhá, từ giờ ban luôn cái hình này đấy nhá. Lãng tử ấy. Tệ quá rồi. 3.500 phải bút lên 4.000 tiếp này. Bao nhiêu rồi? 3.500 đấy, vừa thua đấy. Rồi, các bạn thông cảm, lần này thì tôi đã biết đây. Tôi đã biết trình độ của mình và tôi đã hạn chế việc là không đánh support nữa. Và tôi sẽ gọi thêm một cao thủ vào gánh tặc răng để xem thế nào, đi rừng đi giết thế nào. Con này là cái gì vậy nhỉ? Tốt tốt thường là cùng cái gì? Rồi, cơ bản thì mọi thứ phải cơ bản. Vệ binh tinh tú, phép bổ trợ. Ôi không có các ma trang phục nào à? Mày tặng tao cái các ma tù còn tôi vết. Ok. Các ma tù được quản tôi kia. Đi hỗ trợ gì? Thôi trời ơi, ông tắc căng boy, ông cầm con dây đi xạ thủ à? Ngày hôm nay tôi gặp cái gì này? Thôi nào, một mình Khôi thôi. Đừng làm trái tim An thêm vụn vỡ nữa. Đùa tệ lắm rồi. Ơ, vừa nãy tôi lấy cái bảng gì nhở? Có bạn bảo tôi lấy bảng AP là thế nào? Không biết tôi lấy bảng AD mà. Mà thực ra thì cầm Poppy AP nó cũng không phải là quá phế. Vẫn có chiêu đánh lên AP. Chắc là tôi lấy nhầm. Mà cầm AP thì khó đi đường hơn, hơi căng. Cái gì đây? Sako hỗ trợ Brandy top. Nó tra ra cái hệ thống gì cả, cái đội hình liên thá liên thuyên đi. Bị cái gì? Cùng lắm mà người ta ôm trụ. Người ta múa cột là được cái gì? Trận này mà cũng pha 400 quái thì lần sau đừng có đánh. 400 quái thì căng lắm, là phút thứ 25 là có cái gì? Thì mà căng. Vượt chỉ tiêu à? Vượt chỉ tiêu. Tuy là đánh thua trận dinh đấy, nhưng có một cái điều không thể phủ nhận là con đấy đẹp. Con đấy đẹp thật. Cái hiệu ứng âm thanh khi mà chúng ta chơi, nhất là ở cái dạng súng liên thanh, bắn nó nghe rất là sướng tai. Bắn nghe rất là sướng tai. Có thể nhiều bạn đang thắc mắc là tôi đang làm cái gì và tôi chơi AD như là cái shit vậy, nhưng thì đúng thật. Tôi chơi AD như shit. Vị trí tủ của tôi là đứng trên và đi rừng chứ không phải là ok. Ôi em ơi, đi thôi, ta đi kiểu mày chị. Đẹp không kìa? Đẹp thế? Mày đẹp kìa. Ôi. Anh ăn tặng em con đây, tuần sau tuần chim đấy. Để về anh ăn trộm tiền của vợ đã em ơi. Đổi ảnh rồi nhá. Đổi ảnh ngay đi, lần sau anh coi như là cái đấy là bị sắt đao luôn rồi đấy nhá. Ta đi rồi đúng không? Ta đi luôn rồi đấy. Đổi ảnh com lên, mặt com lên rồi nhá. Ôi này. Rồi. Là mình cuống tay, mình đang sư cả e rồi. Chết rồi, nó nghe lên đường trên thì nát người rồi.
xôi, thấy không? Chất lượng VCSA nó phải khác bọt. Thôi thua, chính thức thua đường trên. Như vậy là Sako sẽ đi hỗ trợ. Nâng điểm này đúng là tự tay bóp trim rồi. Coi như là chấp đối phương đi. Ây dồi. Kèo khó nó mới làm nên được một người tài. Thế còn kèo dễ thì nó làm cái gì? Chú nhìn anh đi đường trên đây này. Riêng cái con brand này thì không có cửa. Em đi với anh nhá. Thôi em ơi. Em ôm với nhau mà xấu. Ừ, thôi được rồi. Em ôm chặt cái thằng tắc răng cho anh. Thằng này chắc chắn là nó biết rồi. Để em đi cùng anh cho ra toàn. Thôi em ơi, em làm cái dễ thôi, đừng làm cái khó. Anh là tướng tay dài đường trên, anh sợ gì đâu. Rồi. Farm được 3 con. Ngon. Ăn được kinh nghiệm 1 con, coi như là farm seed đi. Rồi. Chưa có gì cả. Hai nhẫn Doran. Chưa có gì cả. Chưa có gì cả, còn lên ganh tận đến này chết đến đít rồi đây coi ơi. Không cần lên người đấy mà các bạn thấy không, tôi nâng nghe trước và hóa ra lại thoát được cái cú ganh vừa rồi. Đấy, farm trượt lòi mắt ra. Ôi thằng này không biết farm rồi, con trượt thôi. Ôi này, đẳng cấp VCSA đấy, đừng có nói càn. Thằng này là trong phim tắc răng Enzen rồi. Thôi xong rồi. Ôi con Linh chết thành rồi khôi. Ờ cũng đúng. Quả đấy tôi hơi tham con lính. Có người ganh mày mới thằng điên đi. Ai bảo điên, người ta có hỗ trợ kìa. Chứ thế là ao bầm lên được. Vì điên cho ta có người ganh. Ủa sao yếu này? Nào. Ôi như nào? Như nói gì đi. 4.800 người xem rồi anh ơi. Bánh cố gắng lên anh ơi. Nhờn phát mất tốc biến ngay. Trong này đám nhỏ thôi, tôi nhớ nhầm cái gì à? Thằng này đánh kinh lắm đấy. Đẹp thật, trông đẹp quá. Ôi, pha con chưa thế này. Ôi, tôi chết rồi. Ôi trời ơi, farm trượt cái đám lính rồi. Này đúng là vỡ mồm rồi em ơi. À, chết rồi em ơi. Thôi rồi, không đùa nữa, không thể ỉ lại và tặc răng được. Thực ra bảng này, con này phải lấy bảng 15 AD vậy. Sai! Lần kìa! Nhưng không được hỗ trợ, không được hỗ trợ. Sử dụng hay nhỉ?
Thôi nào, thôi, 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 thôi. Tôi quá khổ, tôi quá đủ rồi các bạn ạ. Chào chút, trong chút. Mày là con nào đấy? Ờ, được đấy, tỉnh đấy. Ôi! Chơi luôn này em ơi! Ok! Trời ơi! Quả đấy nó khuất sai vào bụi. My bad, my bad. Ừ thì kệ người ta. Anh hứa với Khôi thì giờ anh không tệ nữa nhá. Đẹp thật. Tôi hứa với các bạn giờ anh không tệ nữa. Mấy pha vừa rồi thi đấu hơi lởm khởm. Tự hứa với Long Minh nó sẽ không tệ nữa. Mà sao phải lên này nhỉ, lên đam cho nó máu. Được không ta? Không được, không được. Khôi mày đánh Quách Tỉnh rồi nhá, không đùa đâu.